À, kính chào toàn thể các bác. Hôm nay đã là ngày 25 Tết và năm chuẩn bị đón xuân canh tí. Bên em vừa về được một cặp loa rất là hay và test lên cho các bác để các bác sắm về chơi Tết này. Và cặp loa em xin giới thiệu đến các bác đó là cặp JBL TLX180. Đây là cặp loa khủng của hãng JBL. Cặp loa có kích thước cao tới 95, rộng 30 và sâu 29cm. Và toàn bộ của loa được sản xuất tại Pháp. Và đời này cho âm thanh rất là hay. Và âm bass xuống rất là sâu và tiếng xuống rất là sâu và cũng là rất là mềm mại. Trung âm của dòng này thì quá ngọt các bạn. Giải tép thì leng keng vô cùng. Cặp loa này thì sở hữu hai bass 25cm, một loa trung 12cm và một loa chép dom. Mặt loa là mút xốp, có cái tác dụng tán âm rất là tốt. Cặp JBL này cho cái chất âm uy lực và mạnh mẽ, nó phù hợp với rất nhiều các cái thể loại nhạc, phù hợp rất là nhiều thể loại nhạc các bác nhé. Nhiều bác nghe nhạc vàng, nhạc trẻ đều ok hết. Nhiều bác chơi nhạc mạnh, nhạc sàn nó cũng đáp ứng được luôn. Và vô cùng là dễ phối ghép âm ly. Cặp loa với cấu hình khá khủng ạ. Hai bass 25, một loa trung và một loa chép dom, chất âm uy lực vô cùng. Em sẽ mở một đoạn nhạc xuân và cho có tí không khí xuân nhé, mời các bác cùng nghe. Em sẽ mở lớn volume một chút. Tiếng bass mạnh như bom. Cặp này bass rất là mạnh mà em mới chỉ để bass ở mức giữa. Giảm bớt bass đi một chút. Rất là hay luôn. Một cặp loa ngon mùa rẻ cho các bác chơi Tết. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai. Chén thứ hai tôi xin chúc. Các bác có thể quan sát nhé, thành quách cặp loa rất là đẹp. Rất là đẹp. À, không hề sứt mẻ. Nè cô sáu cùng ly ta và... Lấy cặp này về chơi Tết thì tuyệt vời nhá. Giá của nó cũng
là rất là dễ chịu thôi. Mùa xuân đến bên em rồi, trao nhau lời duyên để cánh hoa xuân thêm hồng. Cùng đời ai biết ai ngờ đâu đó mối tình đầu, dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá đôi môi. Cặp dưới BL TLX 180 đạt Audi Hà Nội trên báo giá đến các bác. Cặp loa này bên em trưng bán giá 10.200.000 đồng. Vâng, giá là giá chuẩn luôn, em không bớt cho bác nhé. Cuối năm rồi, báo giá chuẩn cho các bác, chốt nhanh gọn. Giá rất là phải chăng. Cặp loa còn zin nguyên bản và đẹp chất tặng. Chất âm thì như các bác đã nghe đấy ạ. Chất âm rất hay luôn. Trong tầm tiền, khó có đối thủ hay hơn. Đó, ngon một rẻ, các bác nào chơi ra thể loại nhạc lấy cặp này thì rất là hay ạ. Mười triệu 200.000 đồng, cặp loa rất là hay, rất đáng để chơi. Mỗi loa chỉ gồm 2 bass 25, trọng cái âm trầm cũng rất là sâu. Cặp loa to này thì các bác có thể lấy về kết hợp cả karaoke gia đình nhẹ nhàng cũng ok đấy ạ. Rất là đẹp, cảnh quay góc cạnh còn rất đẹp. Bác nào có sự nhu cầu sở hữu cặp loa JBL TLX 180 xin hãy nhanh tay liên hệ đạt Audi Hà Nội, số máy của em ở 0983586968. Gần Tết rồi thì em chỉ ưu tiên ship các tỉnh phía Bắc này rồi. Các tỉnh phía Nam thì bác nào chốt nhanh gọn thì em gửi xe khách cho các bác. Bây giờ là bên bưu điện họ đã nghỉ rồi, chúng ta cũng nghỉ không nhận hàng rồi. Các bác ở khu vực phía Bắc thì gửi xe khách cho nhanh ạ. À. 10.200.000 đồng. Em xin nhắc lại là cặp loa này toàn bộ driver của nó được Pháp sản xuất nhé, toàn bộ củ làm tại Pháp. Và dòng TLX này củ loa làm tại Pháp cho cái chất âm rất là hay. Nhiều bác chơi dòng này rồi rất là mê và biết được là nó sản xuất tại Pháp, riêng dòng TLX rất là hay. Vâng, bác nào yêu mến dòng này thì cứ nhanh tay gọi điện cho em về hàng, chỉ có một cặp duy nhất thôi, cặp duy nhất mà rất là đẹp. Vâng, bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay gọi điện cho em để chốt hàng. Vâng, số điện thoại của em 0983586968. Bác nào lần đầu vào kênh của em thì cũng xin mời đăng ký kênh của em, kênh đạt Audio Hà Nội, để theo dõi các sản phẩm audio mới nhất. Bên em chơi hàng loa bãi tuyển chọn là hàng đẹp và chất lượng rất là cao, giá thành hợp lý, hàng tuyển chọn cho các bác chơi.
mặc dù là nhạc đang rất hay nhưng mà thôi, để không để làm mất thời gian của các bác, có lẽ em xin kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.